Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin tức mới. Ngày hôm nay có thông tin gì hot, ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi nhé. Bất kỳ đôi bạn thân nào cũng mong muốn có thể cùng nhau trải qua tất cả mọi điều đến trọn đời, cho dù cuộc sống có thay đổi ra sao. Cũng như câu chuyện của hai cụ bà dưới đây, mặc dù ai nấy đã bước qua tuổi xế chiều và có thể họ sẽ vĩnh viễn không gặp lại nhau, nhưng hai cụ bà vẫn giữ được tình cảm mến thương như ngày nào. Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn clip ngắn ghi lại cảnh hai cụ già đang ngồi nói chuyện với nhau. Trong video ấy, hai bà đang ngồi trên chiếc giường nhỏ, tay nắm tay trò chuyện. Trong khi một cụ bà sờ nắn cánh tay của bạn mình, người còn lại khẽ nói: "Khỏe không? Mò đi, sờ cho đã rồi chia tay vĩnh viễn Bạch Thu Hà." Lúc này, dường như hai cụ bà đều không giấu được cảm xúc của mình. Đi kèm với video kể trên, chủ nhân bài viết còn chia sẻ: "Bà kia biết bà này sắp không còn được gặp nhau mãi mãi nữa." Trong phần bình luận, bạn trẻ cho biết thêm đây là khoảnh khắc sau cùng mà đôi bạn thân gặp nhau, bởi sau đó một cụ đã đi xa. Đồng thời, tài khoản này còn nhắn nhủ: "Những ai đang còn bà thì phải yêu người ấy nhiều nhất có thể." Đoạn clip kể trên sau khi chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía cư dân mạng. Phút giây gặp gỡ sau cùng của đôi bạn thân đã làm nhiều người rất đỗi cảm động và bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm mà cả hai bà dành cho nhau. Nhiều bình luận chia sẻ: "Tình bạn của họ quá đẹp, không biết hai cụ đã bên nhau bao nhiêu năm. Nhưng nhìn cái cách hai cụ nắm tay nhau, nhìn chăm chú nhau lúc kể chuyện khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Tình cảm lâu dài bền vững của hai cụ cũng chính là niềm ao ước của mình. Bà nội mình ở nhà cũng có bà bạn thân thế này, nhà ở sát bên, nghe mẹ kể. Hình như chơi thân từ lúc còn nhỏ rồi may mắn sao lấy chồng lại được ở gần nhau. Mấy chục năm nay thân thiết như chị em ruột." Không chỉ vậy, hình ảnh hai cụ bà kể trên làm rất nhiều dân mạng nhớ về ông bà của mình. Vẫn biết sinh lão bệnh tử là quy luật của tạo hóa, chẳng ai có thể né tránh được. Thế nhưng giây phút ấy đã làm không ít người xúc động. Suy cho cùng, cuộc đời này dù ngắn hay dài tùy số phận. Nhưng thật may mắn nếu như chúng ta tìm được những người bạn tri kỷ để cùng nhau đi qua năm tháng tuổi xuân cho đến khi mãi về già. Thế mới thấy, người yêu có thể không có, nhưng tri kỷ nhất định phải có. Cuộc sống thật ý nghĩa khi có một người luôn hiểu, lắng nghe và cảm thông với chúng ta, đúng không? Trước đó, câu chuyện về hai cụ bà 90 tuổi vẫn rủ nhau đi spa chăm sóc da, đắp mặt nạ cũng từng khiến cộng đồng mạng xôn xao. Tạo hóa vốn đã an bài, ai rồi cũng sẽ già, con người không ai tránh nổi quy luật và sự tàn phá của thời gian. Dẫu biết, cái tuổi nó đuổi xuân đi, nhưng câu chuyện về hai cụ bà 90 tuổi, tóc đã bạc trắng và vẫn thích chăm sóc da và làm đẹp mỗi ngày mới đây được tài khoản Facebook có tên Trương Thúy Hoa đăng tải trong một nhóm mạng xã hội có vẻ như ngược lại. Trong những hình ảnh mà Thúy Hoa chia sẻ thì bà của cô ấy và chị gái của bà đang đi spa để chăm sóc, dưỡng da theo liệu trình. Bên cạnh đó thì còn có những tấm ảnh hai bà mới thấy toát lên được vẻ đẹp tuổi già và nét đai cát kiều sa mà ít người già nào có được. Thúy Hoa đã viết những dòng tâm sự đầy tự hào như thế này về bà: "Các bạn thử tưởng tượng xem, ở cái tuổi 90 thì bây giờ chúng mình đang làm gì? Chắc có được xuống lỗ từ lâu lắm rồi cũng nên. Ấy vậy mà bà mình và chị gái của bà mình vẫn còn yêu đời lắm nhé. Dù nhau đi spa làm đẹp để đi văn nghệ mới chịu kìa. Đã thích đẹp thì ngán gì tuổi già. Sắp tới hai bà của mình đi tham gia văn nghệ họp hội đồng hương, thế là hai bà ghé spa em dâu mình trải nghiệm mấy dịch vụ làm đẹp. Trong hình là hai bà mình đang đắp mặt nạ, và trước khi đắp là em dâu mình sẽ massage tẩy da chết các kiểu. Mình không nhớ hết, nhưng nghe em nói thì gồm 12 bước gì đó và bà mình đã trải nghiệm hết." Kể qua cho các bạn nghe về bà ngoại của mình: "Bà mình ngày xưa là con nhà địa chủ giàu có, nhưng ông bà mình ăn nở hiền lành, chứ không có ác giống mấy địa chủ phóng kiến trên TV chiếu phim đâu nhé. Bà làm gì cũng có người hầu giúp, nên đến khi lấy chồng bà mình chẳng biết làm gì cả. Ông mình phải dạy lại hết. Nhưng nói thật, cho đến bây giờ, bà mình cũng chỉ biết kho cá và luộc rau, các món khác thì bà mình chịu. Bà mình 30 tuổi mới lấy ông mình nhé. Vì bà mình kể bà đẹp, bà con nhà giàu nên bà kén. Ai đến bà cũng không ưng. Thế rồi bà mình ế lúc nào không hay. Đến khi ông mình hỏi cưới, bà mình cũng chẳng ưng đâu. Rồi thì trời mưa lỡ thuyền, ông mình chẳng về được. Ông xin ông cố cho ngủ trọ một đêm. Ông có nói với bà mình rằng: tôi cho em suy nghĩ đến sáng, sáng mai trả lời tôi. Có ưng thì về với tôi, không thì thôi, tôi không sang hỏi em nữa đâu." Ngay sau khi bài đăng này được chia sẻ, đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng, nhất là hội chị em ngày nay đang gần như phát cuồng vì bà đúng chuẩn người phụ nữ hiện đại, văn minh, với phong cách sống luôn tận hưởng bản thân. Nhìn hai bà chăm chút sắc đẹp mà thấy đáng yêu quá, đúng là tài không đợi tuổi thì làm đẹp cũng đâu ngán tuổi già. Mình còn trẻ mà lời đắp mặt hơn cả các cụ. Hầu hết những bình luận để lại đều khen hai bà lớn tuổi rồi nhưng vẫn nhìn ra nét đẹp khó phai màu của một cô tiểu thư ngày xưa. Thậm chí, nhiều bạn còn nhận định nhìn cách nghĩ, cách sống đến tướng ngồi của bà cũng biết được rằng xuất thân của bà cũng thuộc hàng quý tộc. Nhiều chị em còn lao vào nhận bà làm idol vì ai cũng muốn sau này về già mình vẫn sẽ được chăm sóc bản thân làm đẹp như bà vậy.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Chúng mình là Tin Tức Mới. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.